Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Hiện tại tôi đang dã con bot này ở chương 3, chapter 3, hiệp thứ 10 anh em nhé. Bây giờ đêm rồi tôi phải tập trung đánh đây, anh em theo dõi nhé. Anh em thấy thế nào? Mãi tôi mới đánh thắng được cái con bot này đấy anh em ạ. Khá khá khá, quẩy lên anh em. Con chẩu mày hay oai với bác à, mày tuổi bùi nhá. Quẩy lên anh em ơi, đánh nó trâu lắm anh em ạ. Tôi may mà tôi được cái kỹ năng tăng đam đấy anh em, tăng 50% đam đấy, cho nên là tôi mới giã được cái con này. Và tôi giã khôn khéo, không cay cú anh em ạ, biết lùi bước về sau đúng lúc đấy. Còn mọi lần cay bỏng dài toàn thua anh em nhá. Rồi thắng rồi anh em, ui giời ơi đấy. Trận cái chapter 4 mà hiệp thứ 10 là sẽ là thằng samurai cầm hai cái kiếm nha anh em này. Đó, sọc, cứ gọi nó là sọc gân đi. Sô gân. Sọc, cứ gọi nó là sọc gân. Ui giời ơi, hay oai với bác. Wow, ok BD luôn anh em nhé. Ủa, con nào đây mà lại ngon thế này anh em ơi. Ui anh em nhìn hàng họ này, tôi muốn. Bố muốn. Ngon nhỉ anh em nhỉ. Ngon đấy, hàng họ ngon đấy. Tôi chẳng biết tiếng Anh anh em, tôi mù tiếng Anh nên chả biết chúng nó đang nói gì. Rồi, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những con bot tiếp theo nhé. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến cho anh em xem. Bye bye anh em nhé.